Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Minh Thành Minh Phúc. Và hiện đang có mặt tại cửa hàng xe máy Minh Thành 2, có địa chỉ tại ngã tư Phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Minh Phúc. Và trong video ngày hôm nay, Hiền sẽ giới thiệu với các bạn về chương trình khuyến mại cũng như báo giá tất cả các dòng xe Honda trong dịp đầu năm mới này các bạn nhé. Và nhân dịp đầu năm mới Xuân Quý Mão, Hiền xin được gửi tới tất cả các quý khách hàng lời chúc sức khỏe, may mắn và thật nhiều tài lộc các bạn nhé. Và đặc biệt ở thời điểm này, đối với các dòng xe Honda, chương trình khuyến mại và cũng như là giá xe cũng đang rất là giảm đấy ạ. Thì trong thời điểm cuối năm trước các bạn chưa mua xe thì đây Hiền nghĩ đây là thời điểm rất là hợp lý để cho các bạn lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý với phân khúc giá cũng rất là hợp lý các bạn nhé. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, Hiền sẽ giới thiệu với các bạn một dòng xe mà đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, đó là dòng xe côn tay Honda Winix. Dòng xe Winix thì sẽ có 3 phiên bản, như bên Hiền đang trưng bày đây đó là phiên bản đặc biệt màu bạc nhám và màu đỏ nhám các bạn nhé. Ngoài ra là xe có thêm cả màu đen nhám nữa. Phiên bản đặc biệt này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 36 triệu một chút thôi. Và đặc biệt là ở thời điểm này khi các bạn mua trả góp thì các bạn sẽ có hỗ trợ trả góp không mất lãi các bạn nhé. Các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 20 cho đến 30% giá trị xe trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda Winix rồi ạ. Tầm tiền 20 đến 30% giá trị xe sẽ rơi khoảng tầm 8 đến 10 triệu các bạn nhé. Thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản, chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân các bạn đã có thể mua trả góp rồi ạ. Và có hỗ trợ trả góp từ đủ 18 tuổi trở đi. Và bên Hiền có hỗ trợ trả góp đối với tất cả các khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh nhé. Và giá Hiền báo với các bạn là giá đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm tiền phí đăng ký và phí biển số thôi ạ. Đăng ký ở huyện lẻ thì chỉ giá đăng ký khoảng rơi khoảng tầm hơn 1 triệu các bạn nhé. Thì để được báo giá cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967817693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn sẽ có màu trắng, màu đen bóng và màu đỏ. Phiên bản tiêu chuẩn của đối với dòng xe Honda Winix thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 33 triệu thôi ạ. Còn đối với phiên bản thể thao thì giá bên Hiền đang để giá dao động cho các bạn giá dao động khoảng 37 cho đến khoảng 38 triệu các bạn nhé. Cũng có hỗ trợ trả góp không mất lãi đi ạ. Thời gian thì rất là linh động, từ 6 cho đến 12 tháng. Để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Còn bên này Hiền có một em CBR150R. Đây là dòng xe thể thao mang đậm chất tính chất thể thao các bạn nhé. Các bạn nào ưa cá tính hay là thể thao với phong cách mạnh mẽ thì các bạn có thể lựa cho mình một chiếc xe CBR150R này các bạn nhé. Và giá xe thời điểm này cũng rất là rẻ đấy ạ. Chỉ với gần 70 triệu là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em xe này rồi các bạn nhé. Và bên Hiền cũng có hỗ trợ trả góp, các bạn chỉ cần trả trước 30% giá trị xe trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda CBR150R này rồi ạ. Còn bên này Hiền có một em SH phiên bản 125 CBS các bạn nhé. SH đối với dòng xe SHI này thì sẽ có phiên bản 125 CBS, ABS và 150 CBS và 150 ABS các bạn nhé. Như bên Hiền đang trưng bày đây đó là màu đỏ phiên bản 125 CBS. Phiên bản này bây giờ đang để giá dao động cho các bạn khoảng 81 cho đến khoảng 82 triệu. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 30% giá trị xe sẽ rơi khoảng tầm 24 triệu cho đến 30 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình em SHI này rồi ạ. Ngoài màu đỏ này ra thì sẽ có thêm cả màu trắng và màu đen nữa các bạn nhé. Thì các bạn đang quan tâm đến phiên bản nào hay là màu nào của dòng xe SHI, các bạn cứ liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967817693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền thì sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Còn bên này Hiền có một em SH150 ABS màu xám xi măng. Phiên bản màu xám xi măng này có rất nhiều bạn hỏi Hiền ấy. Thời điểm trước không có xe nhưng mà thời điểm này tại kho xe máy Minh Thành 2 đã có sẵn xe rồi các bạn nhé. Phiên bản 150 ABS này màu xám xi măng này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 124 đến khoảng 126 triệu thôi ạ. Cũng có hỗ trợ trả góp các bạn nhé. Thì để được báo giá và tư vấn cụ thể hơn về các chương trình khuyến mại cũng như là báo giá cụ thể các dòng xe, các bạn cứ liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967817693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền thì sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và đặc biệt là bên Hiền có thêm cả chương trình thu cũ đổi mới đó. Nếu các bạn đang có nhu cầu đổi các qua các dòng xe mới thì các bạn có thể gửi hình ảnh xe hoặc là có thể mang trực tiếp xe qua cửa hàng Hiền để định giá xe. Và ngoài ra thì khi các bạn mua xe qua video này các bạn sẽ nhận được các voucher giảm giá từ 2 đến 500 nghìn. Thì để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền. Ở bên này Hiền có một dòng xe mà bên Hiền cũng đang bán rất là chạy, đó là dòng xe SH1. Ở đây bên Hiền đang trưng bày đây đó là phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Ngoài ra thì xe có thêm cả màu bạc nhám nữa. Phiên bản đặc biệt này bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 70 triệu thôi các bạn nhé. Đối với dòng xe SH nữ này thì sẽ có 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt. Bản tiêu chuẩn thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 57 triệu một chút thôi.
Còn đối với phiên bản cao cấp thì giá dao động khoảng 68 đến khoảng 69 triệu các bạn nhé. Trả góp đối với dòng xe này thì các bạn chỉ cần trả trước từ mức tất cả các dòng xe các bạn chỉ cần trả trước tối thiểu là từ mức 3% giá trị xe là các bạn đã có thể mua trả góp các dòng xe rồi các bạn nhé. Còn bên này hiện có Vision, Honda Vision. Đây là phiên bản 2023. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả phiên bản 2022 nữa. Thì các bạn đang quan tâm đến màu là hai phiên bản nào của dòng xe Vision, các bạn cứ liên hệ với Hiền thì sẽ hỗ trợ các bạn. Đối với phiên bản đối với Vision phiên bản 2023 thì sẽ có 4 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt và bản thể thao các bạn nhé. Như bên Hiền đang trưng bày đây đó là phiên bản thể thao màu đen đỏ đen. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả màu xám xi măng nữa. Phiên bản thể thao này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng 39 cho đến hơn 39 triệu một chút. Còn đối với phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 34 triệu thôi ạ. Thời điểm này các dòng xe Honda cũng rất là rẻ các bạn nhé. Đối với dòng xe Vision như thời điểm trước các bạn mua có thể giá lên tới khoảng hơn 40 cho đến khoảng hơn 50 triệu. Nhưng mà thời điểm này giá chỉ hơn 39 triệu một chút thôi. Chỉ với hơn 39 triệu là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda Vision với phân khúc giá rất là hợp lý. Và thiết kế xe, dáng xe rất là cao và thể thao dành cho cả nam và cả nữ các bạn nhé. Còn bên tay trái bên đây đó là dòng xe Vario 160, một dòng xe mà vừa được tung ra trên thị trường hiện nay. Bên nhà cũng bán rất là chạy đấy ạ. Bên nhà đang trưng bày đây đó là màu xám xi măng, đã được trang bị phanh ABS các bạn nhé. Đối phiên bản này thì bên nhà đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 55 triệu thôi ạ. Trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 30% giá trị xe. Và bác các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Vario 160 này, phân khối 160 rồi các bạn nhé. Ngoài màu xám xi măng này ra thì sẽ có thêm cả màu đỏ và màu đen nữa. Thì các bạn đang quan tâm đến màu là hai phiên bản nào của dòng xe Vario thì các bạn cứ liên hệ với Hiền qua số điện thoại 0967 817 693 hoặc kết bạn Zalo với Hiền thì sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Tiếp theo thì sẽ giới thiệu với các bạn đó là dòng xe Ablade. Ablade phiên bản 125. Ablade phiên bản 125 thì sẽ có hai phiên bản, bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Như bây giờ đang trưng bày đây đó là phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả màu xanh nữa các bạn nhé. Phiên bản tiêu chuẩn này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 41 triệu thôi ạ. Còn đối với phiên bản đặc biệt màu đen nhám thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá khoảng 44 triệu các bạn nhé. Thì các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào của dòng xe Ablade thì các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Còn bên này là các dòng xe số của bên Hiền. Bên này Hiền có dòng xe Future phiên bản vành đúc. Cái màn bánh đúc này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá khoảng hơn 35 triệu một chút thôi. Ngoài màu xanh này ra thì sẽ có thêm cả màu đen, hoặc màu đỏ và màu trắng nữa các bạn nhé. Còn đối với phiên bản vành lan thì bây giờ đang để giá dao động cho các bạn giá khoảng 31 đến khoảng 32 triệu thôi ạ. Đối với tất cả các dòng xe Honda bên Hiền đều có hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Hiền có hỗ trợ tất cả các khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ trả góp từ đủ 18 tuổi trở đi các bạn nhé. Còn bên này Hiền có em Honda Wave RX. Bây giờ đấy thì sẽ có cả vành lan và vành đúc nữa. Ở như bây Hiền đang trưng bày đây đó là phiên bản vành lan phanh cơ. Phiên bản này thì bây Hiền đang để giá dao động các bạn dao động khoảng 22 cho đến khoảng 23 triệu các bạn nhé. Còn bên này Hiền có dòng xe ngoài màu đỏ, đối với dòng xe quay giấy đích ngoài màu đỏ này ra sẽ có thêm cả màu xám các bạn nhé. Còn đối với dòng xe quên pha thì sẽ có 4 màu: màu đỏ, màu xanh, màu trắng và màu đen. Như bây Hiền đang trưng bày đây đó là màu đỏ vành đúc. Đối với phiên bản vành đúc này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 20 triệu thôi ạ. Còn đối với phiên bản vành lan thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá rộng khoảng hơn 19 triệu một chút các bạn nhé. Với phân khúc giá rất là hợp lý và vừa túi tiền của người sử dụng ấy. Đối với dòng xe Wenfa này bên Hiền đang bán rất là nhiều. Dòng xe Wenfa này thì các bạn trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức tối thiểu là từ mức 2% 20% giá trị xe là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda Wenfa này rồi các bạn nhé. Và Hiền xin được kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.